Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy cả áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm cho mình như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại song phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà và anh chị em, con người mà sống chung với nhau, từ xa xưa đã có một cái luật, luật gọi là luật tự nhiên để mà cư xử với nhau. Lắm khi cái luật tự nhiên đó bây giờ chúng ta nghe lại thì thấy nó có vẻ man dợ, hoang dã. Nhưng mà cái hoàn cảnh của con người ngày xưa bắt đầu sống với nhau thì cứ sòng phẳng mà làm. Nên cái luật của ông Mô-sê, bây giờ ta gọi là luật cựu ước đó, nó cũng là luật Chúa đấy, nhưng nó vẫn còn nặng cái luật của con người. Mắt đền mắt, răng đền răng. Mày gây oán thù thì mày phải chịu lại một oán thù khác. Mày làm mất mạng ai thì mày phải đền cái mạng ấy. Đó là lẽ tự nhiên. Và con người ta sống không phải chỉ có dân Do Thái, mà tất cả các dân trên thế giới đều cư xử như vậy. Nhưng mà đến Chúa Giêsu thì Ngài đã củng cố, hay là Ngài dùng cái chữ là Ngài đến để hoàn thiện cái luật cũ. Cái luật đó không còn là giữa con người với con người nữa. Ngày xưa mà giữa con người với con người, vay thì phải trả, mượn thì cũng phải đền bù lại cho đàng hoàng. Làm mất cái gì của người ta thì phải đền lại cái đấy, mất cả mạng sống thì phải đền mạng mình. Cái luật đó là luật lâu nay chỉ giữa hai bên là con người. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu đến thì lại Ngài không còn, Ngài đưa ra một cái luật không còn chỉ dừng lại ở hai con người với nhau, nhưng mà có Thiên Chúa. Làm cái gì thì con người cũng phải nhớ là mình là con của Thiên Chúa. Mà nếu mà là con của Thiên Chúa như nhau thì những người kia là anh em của mình. Nên bây giờ không còn cái chuyện sòng phẳng, mà là một sự yêu thương. Cái luật mới mang cái tính yêu thương, có Thiên Chúa có mặt ở trong cái tương quan giữa con người với nhau. Anh chị em hình dung rõ, ngày xưa chỉ có con người với con người,
Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu đến và Ngài nói là còn có Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, và Thiên Chúa là đấng nhân hậu, Ngài công bằng với tất cả, Ngài cho mưa xuống trên cả kẻ gian ác lẫn người lương thiện. Ngài ban ơn đầy đủ chan hòa cho con cái của Ngài, bất chấp cái đứa đó là, nó là đứa đàng hoàng tử tế, dễ thương, hay là nó là đứa xấu xa tội lỗi, gian ác. Ơn của Chúa xuống chan hòa trên mọi người như nhau. Bây giờ vì là ban ân như huệ như nhau nên Thiên Chúa muốn con người cư xử bằng yêu thương, chứ không còn là cái luật gọi là sòng phẳng ngày xưa nữa. Thiên Chúa muốn con người ta giống Ngài, bởi vì là con của Ngài. Con mà không giống cha sao được, bắt buộc phải giống cha. Mà để mà giống cha thì Ngài lại gửi Chúa Giêsu đến, gửi Chúa Giêsu đến để nói cho ta rõ, cho ta hiểu vấn đề như vậy. Và ta có một cái mẫu để nên giống cha trên trời, đó là Chúa Giêsu. Mà bây giờ anh chị em chúng ta gọi là Kitô hữu đó, ta cũng có thể gọi là Giêsu hữu. Đó là chúng ta mang lên mình hình ảnh của Chúa Giêsu. Để đừng có quên, ví dụ như chúng ta nổi nóng lên một cái là định đánh cái thằng nó mất dạy quá, nóng lên rồi, đấm cho nó một cái. Lẽ tự nhiên thôi, thằng kia nó xấu quá, nó chơi xấu quá thì mình phải chơi lại nó, không chơi nó bảo mình hèn. Nhưng mà bỗng nhiên giật mình nhớ, ồ, mình là Kitô hữu, mình có Chúa Giêsu ở nơi mình có cha ở trên trời. Thế là dừng lại kịp, nhịn được. Bên kia nó chửi mình thêm nữa, nó chơi xấu mình nữa cũng được. Mới hôm Tết vừa rồi trong nhóm chúng con có một con bé, hôm nay không thấy con bé nó đi nhà lễ. Nó về nó kể tối khuya rồi nó vào Facebook, nó nói bố ơi bố cứu con. Hỏi chuyện gì vậy? Hồi nãy con đi sinh hoạt xong rồi con về đến nhà thì con thấy cái nhà bên cạnh nó vác cái thùng rác, nó vứt sang nhà con. Mà rác ở bên đó quét lùa sang bên này, là bây giờ còn vác cái thùng rác để sang bên mình. Con giận lắm nhưng mà thôi con nhịn, con bê cái thùng rác nó còn trả lại đúng cái vị trí của nhà người ta bên cạnh. Con vào nhà được một lúc thì nghe lẻng xẻng, đi ra thì lại thấy người ta mang cái thùng rác đó đem bỏ sang nhà của mình. Vậy là cố tình rồi, nhà của mình không để thùng rác tại sao lại vác thằng rác sang nhà bên cạnh. Gần Tết rồi mà muốn gây sự với nhau, thế là sang lần nữa lại nhịn nữa, lại bê sang bên kia. Đang bê nửa chừng thì trong nhà nó ra nó chửi. Thế là tức quá, quên mất mình là giáo lý viên, quên mất mình là huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, quên mất mình là con cái của Đức Mẹ Fiat. Thế là nổi điên lên rồi. Tính con bé này lúc mặt nó hiền lắm, nhưng mà trong tính nó nóng lắm. Thế là nó lại sực nhớ làm sao, nó chạy về nhà. Nó vào Facebook, nó nói bố ơi cứu con, bây giờ làm sao, con nóng lắm rồi. Mà nhịn nó rồi nó làm tới. Tôi bảo nhịn, tôi viết một chục chữ nhịn ở trong Facebook, trong cái tin nhắn. Bên kia nó nói con hiểu ý bố rồi, nhưng mà bây giờ anh con vừa mới về, anh con biết chuyện, anh con đang nổi nóng, anh con đang chạy chuẩn bị sang để gây chiến đó. Mình lại bảo là thế thì con nói với anh của con đi, nhịn một chục chữ nhịn. Trước tiên là mình phải khôn ngoan đấy, tại thời buổi bây giờ nóng lên một cái có thể không phải là đánh nhau chửi nhau đâu, mà có thể vác dao đâm chết nhau nữa. Nên gia đình này là gia đình bố mẹ đã đi xuất cảnh hết rồi, chỉ còn hai anh em ở nhà, nên gọi là cô thân cô thế. Người ta có thể mạnh hơn mình và người ta chơi xấu với mình là đổ máu, cái đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà còn hơn thế nữa, một bước hơn nữa, hãy nhớ mình là con của Chúa, nhịn đi. Cái thùng rác nó có vứt sang nhà mình cũng nhịn luôn. Ngày mai mình dọn rác, xe đổ rác là tới họ đổ, gần Tết rồi họ sẽ dọn luôn. Thôi mình gây nó làm gì, mình trả lại, vứt qua vứt lại một hồi. Nó có, không phải là chuyện thùng rác nữa mà là chuyện mạng sống con người. Nên thưa anh chị em, từ khi Chúa Giêsu đến thì Ngài lôi vào, Ngài lôi cả Thiên Chúa vào trong cái tương quan của con người với nhau. Nên không còn chỉ thuần túy giữa người với người, mà có Chúa ở cùng, ở giữa. Và Ngài muốn chúng ta họa lại hình ảnh của Ngài trong cuộc đời của mình. Mỗi khi chúng ta quyết định một cái gì đó, chúng ta hành xử một chuyện gì đấy, sắp sửa nói một cái gì đó, nếu mà kịp thời nhớ lại thì ta có một tiêu chuẩn để tuân theo, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có nhịn không? Có.
Chúa Giêsu có nổi nóng không? Có. Nhưng mà nhiều phần là Chúa Giêsu đã biết nhịn. Người ta chửi Ngài, người ta vu khống của Ngài, và thậm chí người ta giết chết Ngài, mà Ngài vẫn tha thứ. Có ông nhạc sĩ tên là ông Tô Hải, ông ấy là đi theo cách mạng lâu lắm rồi, 50-60 tuổi đảng. Nhưng mà đến cuối đời ông cảm thấy ông bị lừa gạt, thế là ông vứt thẻ đảng lại và bắt đầu ông chửi. Ông rất là giỏi, ông là một nhạc sĩ nhưng mà cũng là một cái người phân tích. Ông lôi tất cả những chuyện của thế này thế kia trong lịch sử ra, ông phân tích và ông chửi. Cho đến một hôm ông đi dự một cái lễ của một ông thầy giáo bị bắt đi tù, tù nhân lương tâm, rồi bây giờ được thả ra là sắp chết rồi. Không có nơi ở, không có nơi quản xác, nhà dòng chúng con đưa về quản xác tại giáo xứ, rồi đưa ra dâng lễ ở nhà thờ. Tội nghiệp, gia đình của ông ấy tan nát, chỉ còn có mấy người con, người vợ. Ông thầy giáo đinh đăng định. Thì ông Tô Hải này có đi dự cái lễ hôm đó, có đi dự cái lễ hôm đó, và ông ta chờ đợi ở trong cái thánh lễ đó phải có một lời nguyên rủa, một cái lời chúc dữ, một cái lời lên án những cái con người đã làm hỏng cuộc đời, đã giết chết cả một gia đình, đã làm hại cả một dân tộc và một đất nước Việt Nam. Ông ta chờ lại một cái đấy. Nhưng mà không ngờ bài tin mừng ngày hôm đó lại là hãy yêu thương kẻ thù và tha thứ cho nó. Thậm chí là còn cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho nó hối cải. Ông tức lắm, nhưng mà có một cái thắc mắc. Rồi ông lại nghe hát ở cuối thánh lễ, hát bài Kinh Hòa Bình. Ông hỏi cái bài nó hay quá, tại sao lại có thể mà đem oán thù mà bỏ đi để mà yêu thương lẫn nhau. Ông đi về ông mạng, ông nhớ được mấy chữ, ông gõ vào trong mạng thì nó lên cái Kinh Hòa Bình ở trên Google. Tác giả lại là Thánh Francisco. Ông lại gõ vào chữ Francisco ở Google thì nó ra những bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Tông Francisco. Thế là từ đó có một ấn tượng đối với cuộc đời của ông là có một con người tên là Francisco nói về Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu, lại có một giáo tông, một vị giáo hoàng lớn lao như vậy cũng nói về Chúa Giêsu, cũng sống như Chúa Giêsu và mời gọi mọi người sống như Chúa Giêsu. Có một hôm ông mới gặp cái cha dòng chú có thế, ông bảo thưa cha cho chúng tôi theo đạo, cái đạo hay quá, cái đạo mà như thế thì hay quá. Thế là các cha nhà dòng mới ủy thác bảo giao cho con đến dạy giáo lý cho ông. Thì con tương đối ở gần, thế con tới chung cư của ông này lên, chưa kịp nói cái gì, lần nào đến thăm thì cũng toàn ông nói. Ông lại ngồi ông thở than, ông tức giận, ông buồn, ông giận chế độ, ông giận Đảng Cộng sản, ông chửi quá. Thì lại kiên nhẫn ngồi nghe. Đến lúc mà ông ngừng lại ông thở, con mới có cỡ để mà nói. Nói bác ơi, bác chửi thế nào bác chửi cũng được, nhưng mà bác ơi, mai mốt mà bác muốn theo đạo đó thì đạo thì lại dạy chúng ta là tha thứ, và bác sẽ phải giống như Chúa Giêsu đấy, mà thế này thế kia phải tha thứ. Ông giận lắm, ông bảo không được, không được, tôi không có tha được mấy cái tụi đó, là phải chửi cho nó, giết chết cho nó, loại trừ nó ra khỏi xã hội này. Và bác ơi, Chúa Giêsu ở trên thập giá, Chúa Giêsu không gọi Chúa Cha để giết hết tất cả cái tụi nó đã vu khống và đánh đập Ngài, nhưng Chúa Giêsu lại nói xin Cha tha cho họ vì không, họ không biết việc họ làm. Thế là cuối cùng thì bác mà theo Chúa Giêsu rồi đó, bác có thể tức giận cái chủ thuyết cộng sản, bác có thể lên án cái chủ thuyết nó sai lầm, nó làm hại con người, nhưng mà những con người theo Đảng Cộng sản, những con người mà bác cũng đang oán thù bấy lâu nay đó, thì con người ấy cũng là con của Chúa đấy. Đến một lúc bạn có thể giận, bác có thể giận họ, nhưng mà bác không có chủ ẻo họ, không nguyền rủa và không đòi giết họ được nữa, bởi vì họ cũng là con cái của Chúa Giêsu. Thậm chí bác sẽ cầu nguyện để cho họ quay trở lại, họ sẽ bỏ cái chủ thuyết cộng sản, họ sống đàng hoàng lại, mà nếu mà theo Chúa được nữa thì càng tốt, như bác vậy. Ông ngẩn người ra, ông ngồi, ông thừ người ra một lúc, ông giỏi chảy ra mấy giọt nước mắt. Ông bảo khó quá cha ơi, nhưng mà vì Chúa Giêsu con sẽ đi theo. Con cũng đã đọc được những bài giảng của Đức Giáo Tông Francisco, con đã xem cuộc đời của ông Thánh Francisco, con đọc, con suy nghiệm cái Kinh Hòa Bình, con thấy đúng những điều như cha nói. Nhưng mà khó quá như vậy thì xin Chúa giúp đỡ cho con. Con dạy giáo lý cho ông được một số buổi, rồi ông rửa tội ở nhà thờ của chúng con. Bây giờ thì ông cũng đã qua đời, nhưng mà
cái ấn tượng của con về ông vẫn cứ còn để lại. Từ một cái con người gọi là tức giận, đòi giết, đòi trả thù, mà bắt đầu khi theo Chúa Giêsu thì trở thành một con người khác. Không phải là một con người hèn nhát, nhưng mà lại là một con người anh hùng. Không phải là mình chịu thua người ta, mình nhường, mình nhịn người ta là mình hèn đâu. Cái người mà biết nhường người khác, nhịn người khác và làm điều tốt cho người khác, dầu nó làm điều xấu cho mình ấy, thì con người ấy là anh hùng. Anh hùng trong Chúa Giêsu. Thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu còn nói cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta giống như Ngài và giống như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, thì chúng ta sẽ được lại. Mất đi rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lại được lại những cái rất là lớn lao. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Có ai bình an bằng cái con người mà không trả thù? Bởi vì khi trả thù xong thì con người ta có thể là thỏa mãn, là đã trả thù xong, nhưng mà lòng thì không bình an. Còn cái con người mà bị người ta đối xử tệ hại với mình, tức là buồn, nó tủi thân ghê gớm lắm, nhưng mà đến khi mà nói được một lời tha thứ thì bỗng nhiên thấy bình an nó chan hòa trong tâm hồn. Chắc là anh chị em cũng đã có kinh nghiệm ấy, từ những chuyện nhỏ nhỏ cho đến những chuyện lớn. Khi mà ta nhịn được, khi mà ta bắt đầu nói là thôi tha, tay ta không còn nắm lại thành nắm đấm để mà sẵn sàng đánh nhau nữa, thì tay ta bắt đầu thả ra, thì lúc đó ân của Chúa, ơn của Chúa sẽ đổ tràn. Mà Chúa Giêsu nói là Thiên Chúa sẽ đong chúng ta bằng một cái lượng, đủ lượng, đã dằn, đã lắc, đổ tràn đầy vào trong vạt áo của anh em. Chúng ta hình ảnh, hình tượng của một con người đói, có một con người thiếu thốn, cầm một cái vạt áo đến xin người ta cho mình, thì bây giờ không còn cái chỗ nào để mà khuân, để mà vác mang được cái mà lương thực mình đang đói mà mình xin người ta đó, thì cầm cái vạt áo đưa lên thế này, cái người mà tốt bụng họ sẽ đem ra, họ đổ vào trong cái vạt áo này của mình thóc, lúa, bánh mì, thức ăn. Hình ảnh mà Chúa Giêsu đưa ra quá đẹp. Thiên Chúa sẽ đổ cho anh em bằng một cái đấu đủ lượng. Thứ nhất là đủ lượng có nghĩa là không phải là đấu ăn gian. Cái đấu đủ lượng là đấu đã được cân đong chính xác. Đủ lượng đã dằn, đã lắc, tức là đong vào đó rồi còn lắc cho nó dồn xuống rồi đổ thêm nữa. Và đầy tràn, đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn rồi đổ vào trong vạt áo của anh em. Chúng ta chỉ còn ôm lại thôi, chứ không phải là vác trên vai hay là đội trên đầu, mà là ôm lấy trong vòng tay. Hình ảnh đó là ơn của Chúa đổ chan hòa vào trong đời của ta. Ta đang đói, ta đang khát, ta đang thiếu, ta đang mất ân huệ của Chúa. Thì bây giờ khi mà chúng ta làm theo đúng luật của Chúa, thì ta được đổ bằng một cái đổ đầy, bằng một cái đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn. Ta chỉ còn ôm lấy ân sủng ấy vào trong cuộc đời. Kết thúc, con lại kể cho cộng đoàn nghe một chứng từ. Lý thuyết chắc là không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng hiểu rồi. Nhưng mà con có cái câu chuyện này có thật. Trong nhóm ngày xưa con sinh hoạt cách đây mấy chục năm, năm đó, cái nhóm đó năm nay sẽ kỷ niệm 40 năm. Trong nhóm đấy có một cái cô bé, cô có một anh người yêu. Hai người chuẩn bị đi vượt biên nhưng không đủ tiền. Anh ta mới cố gắng làm một cái công việc làm. Đó là anh ta làm cái công việc ngồi khắc con dấu. Anh ta khắc giỏi lắm. Nên bao nhiêu đơn đặt hàng đến đặt anh ta khắc dấu, anh ta kiếm cũng đủ sống. Anh ta đang cố gắng để dành để dụng, mà có tiền hai anh chị này đi vượt biên rồi sẽ đám cưới với nhau ở sau. Thì có một cái tụi gian nó đến, nó đặt anh, nó giả vờ làm công an, nó đặt anh cái con dấu giả của công an. Anh ta tưởng là công an thật, anh ta khắc. Sau vụ đó nó đổ bể, điều tra ra, lòi ra anh này là cái người đã khắc con dấu đó. Nên anh ta cũng bị bắt chung với cái đám đó. Tội của anh ta không nặng, chỉ có 5 năm tù giam thôi. Trong 5 năm tù giam đó, anh ở trong tù thì bà mẹ vẫn đi thăm nuôi. Bà mẹ là một bà mẹ Thạnh Phú, Bến Tre, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, nghèo. Bà ấy đi thăm con và cứ nhắc con sống đàng hoàng tử tế rồi mau hết hạn rồi về. Anh này ở trong tù rất là tốt. Ở trong tù có một những cái người mà gọi yếu ớt mà nghèo, không có đồ thăm nuôi. Anh ta thường lấy đồ của mình chia sẻ với những người đấy.
Thì trong tù đó, lại trong cái gian phòng tù đó, nó có một tay đầu gấu, nó như là đứng đầu cái gian tù đó. Nó tức, nó thấy anh này sống tốt quá, nó tức, nó chửi, nó đánh. Anh ta cũng sẵn sàng, anh bảo anh cứ đánh tôi đi, miễn là anh để cho tôi chia sẻ cho nó, anh đừng có giật đồ của tôi. Mỗi lần như vậy thì cái thằng đầu gấu lại giật đồ thăm nuôi của anh này, mà nó vứt vào trong cái cầu tiêu. Anh này anh nói là thôi anh đánh tôi cũng chịu, nhưng mà anh để cho tôi lấy cái quà đó mà tôi nhường cho những thằng bé này nó đói. Tay này nó càng ngày nó càng đánh nặng hơn. Một hôm nó uống rượu nó xỉn ở trong tù, nó mài được một cái lưỡi bằng sắt thép, nó đâm anh này một phát đúng vào tim, anh này chết ngay tại chỗ. Cái vụ đó được đưa ra tòa xử thì cái tay đầu gấu nó đã lãnh cái án ngày xưa rồi, bây giờ nó thêm cái án tử hình nữa. Và sau khi tòa đã tuyên bố và chuẩn bị để mà nghị án thì nói với những người trong phiên tòa, cho phép cái bà này được nói lời cuối cùng. Bà muốn gì? Bà là mẹ của người bị hại, bà muốn nói gì trước tòa? Bà này là một bà già nhà quê, bà đứng ở giữa tòa, bà ngơ ngác nhìn mọi người. Rồi bà nói: dạ thưa quý tòa, tôi không biết nói gì hết. Tôi chỉ xin quý tòa tha cho nó. Thôi đừng có giết nó nữa, má nó còn sống đây nè. Tôi là một người mẹ mà có con bị giết, tôi đau khổ như thế nào, nên tôi hiểu má của thằng đó, má của thằng bị can đang đứng đây sẽ đau khổ biết chừng nào khi nó bị tử hình. Thôi tôi xin tòa tha cho nó. Tôi tha cho nó rồi, bây giờ tòa tha cho nó đi. Thì tòa mới thắc mắc, nói: bà ơi, ai đứng ở cái chỗ của bà cũng đều kêu oan, cũng đều kêu cái mức án tối đa cho cái kẻ đã làm hại mình, tại sao bà lại đòi tha? Bà này lại ngơ ngác nhìn qua phiên tòa một lần, rồi bà trả lời: dạ thưa quý tòa, tôi không biết tại sao, mà chắc bị gì. Tôi là người Công giáo, Chúa biểu tôi tha nên tôi tha. Cả tòa sững sờ. Nên sau đó nghị án, người ta đã bàn bạc rất là lâu, rồi cuối cùng người ta đưa ra một cái mức án không có tử hình. Sau đó thì anh ta bị khổ sai chung thân, nhưng mà bà này vẫn tiếp tục xin với cái bà mẹ của anh ta để đi thăm nuôi chung. Mỗi lần trông thấy bà này thì thằng kia nó được ra, mà cái nó trông thấy bà này nó trốn mất tiêu luôn. Nên bà mẹ lại xin bà: thôi chị Tư ơi, là chị Sáu ơi, bà nói là bà Sáu, bà chị Sáu ơi, chị thương con tôi thiệt đó, tôi biết ơn chị suốt đời, nhưng mà thôi chị đừng có đi thăm nuôi chung với tôi nữa, nó trông thấy chị nó chịu không nổi. Bà này: thôi không, là tôi sẽ không đi thăm nuôi nữa, nhưng mà cho tôi gửi đồ và cho tôi gửi lời, chị truyền lời lại cho nó dùng, là nó hãy sống cho thật tốt. Tôi vẫn đang cầu nguyện cho nó để nó được sớm mãn hạn, nó mà nó sống tốt thật tốt ở trong tù, và với ơn của Chúa nữa nó sẽ được miễn giảm và nó sẽ được ra tù sớm. Xin chị hãy nói, chị Tư nói với nó là đừng để cho con trai của tôi chết một cách vô ích. Con trai của tôi chết đi thì phải có một người con trai khác sống lại, sống lại như một con người đúng nghĩa. Bà mẹ vào nói lại với con trai như vậy, nó khóc. Và thưa anh chị em, cách đây 5 năm tôi được tin là cái anh đó đã được thả tù mãn hạn, chứ không phải là chung thân, cứ giảm án và anh ta sống rất là tốt. Bà ấy, tôi gặp lại bà ấy ở dưới Bến Tre. Bà ấy nói thỉnh thoảng: thưa cha, tôi cũng vẫn tới thăm nó. Bên ngoài đời bà ấy là một bà già nhà quê ít học, nó ăn nói vụng về, nhưng mà khuôn mặt thì nhân ái, tấm lòng thì từ bi. Tôi nhớ mãi câu đó: tôi không biết gì lý do nào mà tôi tha cho nó, chắc bị gì tôi là người Công giáo, Chúa biểu tôi tha thì tôi phải tha. Thưa anh chị em, chúng ta chắc chắn cũng có thể làm như một bà mẹ như thế. Chúng ta không phải chịu những cái không đến nỗi oan ức như là bà mẹ đã bị giết mất đứa con. Có thể ta bị xúc phạm danh dự,
Có thể ta thì giật mất món nợ, có thể chúng ta bị quỵt, bị lừa, chúng ta bị phũ phàng, bội bạc trong tình nghĩa. Nhưng mà chúng ta là Giê-xu hữu, Ki-tô hữu, chúng ta hãy nhớ lời của Chúa Giê-xu, hãy tha thứ. Và một khi chúng ta biết tha thứ được, chỉ mới bắt đầu có ý niệm tha thứ thôi, thì Thiên Chúa đã đổ bình an vào trong lòng của chúng ta bằng một cái đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn ân sủng bình an. Amen.